tá rẻ sắp ra mắt của Samsung lộ diện. Tháng trước, Motorola cho ra mắt phiên bản RAZR màn hình có thể gập, và Samsung cũng được đồn đoán sẽ sớm ra mắt chiếc Galaxy Fold màn hình gập kiểu tương tự. Bây giờ, hình ảnh vừa được tiết lộ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc có thể là chiếc Galaxy Fold gập kiểu vỏ sò. Theo The Web, hình ảnh được chia sẻ trên Weibo có thể là một nguyên mẫu smartphone màn hình gập của Samsung, một concept hoặc thậm chí là hình ảnh giả mạo. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm này, Bloomberg đã có báo cáo cho biết, Samsung đang phát triển hai chiếc smartphone màn hình gập, trong đó có một thiết bị gập kiểu vỏ sò, giống như thiết bị trong hình ảnh vừa được tiết lộ bên dưới và nó cũng khá giống hình ảnh concept được Samsung chia sẻ hồi tháng 10 vừa qua. Lưu ý rằng, thiết bị gập vừa lộ diện dường như có camera sau hai ống kính, so với năm ống kính được cho là trang bị cho Galaxy S11 ra mắt vào tháng 2 tới. Hồi đầu tháng, Bloomberg cho biết, Galaxy Fold tiếp theo sẽ ra mắt cùng thời điểm và có camera chính 108 megapixel zoom quang 5x như Galaxy S11, nhưng nếu vậy và những hình ảnh này là thật thì có vẻ như camera zoom của thiết bị này sẽ dùng công nghệ zoom số khoảng từ 1x đến 5x chứ không phải zoom quang. Đầu tháng này, sau khi nói chuyện với các nhà phân tích, tờ Korea Herald đã báo cáo rằng Galaxy Fold tiếp theo dự kiến sẽ có giá cả phải chăng hơn một chút so với người tiền nhiệm, ở mức khoảng 845 đô la Mỹ, chưa đến nửa giá 1980 đô la Mỹ cho chiếc Galaxy Fold hiện nay tại thị trường Mỹ, có thể thấy Chiếc Razr màn hình gập của Motorola có giá 1499 đô la Mỹ lên kệ tháng 1 tới mặc cho cấu hình máy chỉ ở phân khúc tầm trung. Vì thế, thậm chí mức giá 900 đô la Mỹ cũng là khó tin đối với một flagship màn hình gập của Samsung.